công thức nhân đôi lúc này mình sẽ có là sin 2x là bằng 2 sin x cos x. Cos 2x là bằng cos bình x trừ đi cho sin bình x bằng Có mình xin 2 cos bình trừ 1 bằng 1 trừ 2 sin bình. Rồi, xong chưa? Qua phần thứ ba là công thức hạ bậc. Công thức hạ bậc thì lúc này mình sẽ có cos bình x là bằng 1 cộng cos 2x tất cả chia 2 rồi sin bình x bằng 1 trừ cos 2x chia 2 rồi qua công thức cộng sin thì sin cos cos sin sin thì sin cos cos sin cos thì cos cos sin Xin xin dấu sin dấu trừ. dấu chứ. Ủa, mình có ghi cần ghi câu đó ra hay là ghi công thức thôi hả? Mình ghi câu này ra để mai mốt Mình ghi mình câu đó nhìn cái để mình nhớ công thức. thôi. Dạ. Rồi sin A mà Có. cộng B thì sẽ là bằng Có. sin A cos Xin. B cộng Xin. Xin có các cái của xin xin có xin có xin sin thì sin xin cos cos sin cos thì cos cos sin sin dấu trừ. có xin xin dấu chưa bằng có bên cộng có em xin bên xin cộng như có B có bằng có em nhưng có em
xin được. Xong rồi hả? Xong mới cót luôn rồi hả? Dạ, ủa thì cos A cộng B là bằng cos A nhân cos B trừ cos sin A nhân sin B đúng không Đúng thầy? rồi, giúp cót thì nó đổi dấu vậy thôi. Nó bị lắc rồi hả? Thấy chưa? Đợi xíu là con chỉnh mạng cái hình như hay á. Mạng bên nào? Dạ mạng bên con coi thử. Ủa chứ thầy nghe bên con rõ không? Rõ. Cứ thấy màn hình bên này không? Để con xin dạ thấy rồi. Ủa mà con mới thấy cos A cộng B à? À, đúng rồi, thầy chứ mới ghi tới đó thôi à. Rồi bây giờ tạm thời mình sẽ để cái phần này nó vậy. Bây giờ mình sẽ giải phương trình lượng giác luôn dạng. Trời Giải phương trình lượng giác cơ bản. Rồi. Rồi, xong chưa? Công thức Nước là mình sẽ có là cos x bằng cos alpha thì tương đương x của mình sẽ là bằng ra hai nhánh x bằng alpha cộng K2B trừ alpha cộng K2B mở ngoặc K thuộc Z. Rồi, xong công thức thứ nhất. Ủa đây có phải bài cũ không thầy? Lớp 11 á. À lớp 11 thì có hay lắm. Nó lạ lạ. Có thiết bằng cos alpha sin theta ở lộn tương đương x bằng alpha cộng k. Ủa thầy ơi, k có cần viết hoa không hay là viết thường thôi? Chữ K là viết viết hoa giống vậy á. Chữ K là một số. K2B cộng K2B K thuộc Z. Dạ rồi. Rồi phải không? Và công thức số 2 sin x bằng sin alpha tương đương hai nhánh x bằng alpha cộng K2B ở dưới là bi trừ alpha cộng K2B mở ngoặc K thuộc Z.
Thì toán hình, toán số thì lớp 10, ở lớp 10, 1 thì cái nào khó hơn? Toán hình thì nó dễ hơn đối với người mà trừu tượng được không gian, Trừu tưởng tượng được cái tượng hình đó, cái hình nhìn vô mình thấy được cái hình đó nó như thế nào, nhìn không gian được cái hình đó. con nghĩ sẽ khó khăn cho con đây. Có giỏi về mỹ thuật gì không? Dạ không nha, con vẽ một cái thân hình thôi, con còn không vẽ được. Cái này chủ yếu là cái cách nhìn 3D của cái hình thôi. Bình thường nhìn cái hình bình thường, con đang nhìn không ra thì sao nhìn cái này ra ta. Tới học thì từ từ vô tiếp. Rồi, xong chưa? Dạ xong. Rồi, bây giờ tiếp theo là số 3. Tan ếch bằng tan âm pha, thì cái tan thì nó có một nhánh thôi, còn có thí sinh phải hai nhánh. Rồi, Tan thì là có một nhánh. tan với cô tan là có một nhánh thôi, còn sin cos là phải hai nhánh. Tan ít bằng tan âm pha. Cái này nó giống bài gì nhỉ? Giống bài của lớp 9 hay sao? Ừ, đúng rồi. Z. Ủa, Z vậy là số nguyên hoặc là hay là Đúng rồi, số Z là số nguyên. dạ rồi. Các trường hợp đặc biệt. Các trường hợp đặc biệt này nó sẽ dành cho sin cos. Sin cos nó là phải hai nhánh mới được, nhưng mà các trường hợp đặc biệt này thì sin cos chỉ một nhánh thôi. Yeah. Dụ như là cos x bằng 0 thì tương đương nó một nhánh là x bằng. Có máy tính đó Dạ tắt. lúc này mình sẽ chuyển qua cái radian shift mode 4 á, máy của mình là shift mode 4 á. Máy Vinacon. Shift mode 4 Xếp mát mát ăn. đó, nó có cái chữ R. Dạ. Bây giờ cái số 0 này mình sẽ shift code số 0, shift code số 0, bấm coi nó ra được cái gì, nó ra được BG2. BG2 ship Shift code số 0. có số không. Dạ một phần BG2. Rồi, đó là được BG2, số 0 là cái số đằng sau đây nè, thấy không? Dạ. Rồi chỗ BG2 thì chỗ khúc này nó sẽ ra BG2 cộng KB thôi, nó không có số 2. BG2 Cộng cộng KB. KB. Dạ. Đó, hình ở trên này là mình thấy code nè, mình thấy nó cộng K2B, thấy không? Yeah. Ở dưới chục khúc này nó có một nhánh và nó chỉ KB thôi. Tại sao thế? Nó gộp nghiệm lại. À. Đây là các trường hợp đặc biệt, nó gộp nghiệm lại với nhau với... Yeah. Rồi, code x mình bằng số 1. Thì bấm shift code 1 lên coi ra nhiêu. Có ít bằng 1. Tương đương ít bằng ship có một. Dạ không.
rồi nó ra số 0. Số 0 thì mình khỏi cần ghi, nhưng mà khi mà chỉ có đúng có số 0 trên này là kết quả 0 trên này thì nó là KB, còn tất cả những cái còn lại là nó là K2B hết. Dạ. Rồi chủ khúc này là cos x bằng trừ 1 thì tương đương x bằng, mình xếp cos trừ 1 lên. Xin có chữ một dạ bình Ra bi cộng K2B. bình cộng k hai bình dạ rồi Rồi. Tương tự như vậy thì sin x bằng 0. Mình bấm shift shift sin lên, shift sin số 0 coi là nó ra kết quả nhiêu. xin x bằng không xin xin không dạ không Rồi ra 0, 0 thì lúc này có số 0 thì kết quả nó ra KB. dạ ủa mình tưởng k hai bi Số 0 à á, phải không? Số 0 á, các trường hợp số 0 thì nó ra KB. Còn mấy toàn bộ những cái trường hợp một nhánh hay là hai nhánh còn lại là nó ra K2B hết. dạ Rồi sin x mình bằng số 1. Xếp sin 1 lên. xin một xin xin một giảm bi chia hai Rồi ra bi chia 2, bi chia 2 thì cộng K2B. Shift sin trừ 1. xin trừ một giả trừ một phần hai bi à Rồi. làm trừ k hai bi Rồi trừ bi đúng chia 2 không cộng K2B. đúng không Ừ. Từ từ như hồi con chưa ghi kịp. Rồi. Dạ rồi. Rồi giờ mình sẽ qua phần thứ hai vô bài tập. Rồi, xong chưa? Dạ rồi. Bài tập thứ nhất là mình sẽ làm những bài tập liên quan về những cái công thức ở trên này. Đó. Liên quan mấy công thức trên này. Dạ. Ủa thầy, công thức của tan với cô tan giống nhau hả? Đúng rồi, hai công thức đó giống nhau. Rồi đầu tiên là cos x bằng cos bi chia 3 tương đương Bằng hai nhánh. có bị chia bờ tự nhiên có lớn bằng Lúc này là x bằng đầu tiên là bi chia 3 cộng dạ bi chia 3 cộng k hai bi rồi K2B ở dưới này là trừ bi chia 3 cộng bi chia 3 dạ k hai bi K2B rồi K thuộc Z xong hết.
Ủa như đó hả? Như đó thôi đó. Trừ bi chia ba cộng ba hai bi. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo. Cos x bằng 1 phần 2 tương đương. Một tương đương Chỗ này nó sẽ ra hai nhánh. bằng X bằng. X bằng. si có một phần Đúng rồi, sẽ cos 1 phần 2 ra góc nhiều. dạ bên chia ba Ra bi chia 3 cộng K2B. Rồi chỗ này là trừ bi chia 3 cộng K2B. là đây chia ba cộng hai ba. Dạ rồi. Như vậy thì giờ mình sẽ qua hàng sin. Sin x bằng sin bi chia 4 tương đương hai nhánh x bằng bi chia 4 thì bi chia 4 cộng k2b. Cái sin thì phải lấy bi trừ ra dưới thì nó trừ ra bi trừ bi chia 4 cộng k2b. Bước tiếp theo là mình sẽ rút gọn chỗ khúc này thiếu k thì z thôi. À không ta còn phải cân. Ủa luôn luôn phải ghi ra đúng không? Cái kết quả cuối cùng ghi k từ z. Rồi mình rút gọn từ cái dòng ở trên đã rút gọn rồi thì mình chỉ viết lại thôi, còn dòng dưới thì mình sẽ bấm máy lấy 1 trừ 1 phần 4 coi ra nhiêu. Một. Ông có cần chuyển lại chế độ bình thường không? Không cần. Dạ một trừ một được hình như 3/4. Rồi nó ra 3 phần 4 thì mình ghi thêm chữ bi vô rồi 3 bi chia 4 xong hết rồi. Kết quả cuối cùng là K thuộc Z.